À, chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một vị thuốc gọi là sơn tra. Tiếng phổ thông mình là táo mèo nhé các bác. Đây là quả táo mèo, trong đông y thì gọi là sơn tra. Sau đây em xin giới thiệu qua một chút về công dụng của nó nhé. Sơn tra thì nó giúp làm tăng sự tuần hoàn của mạch máu ở tim và mạch máu ở não, làm tăng độ nhạy của tim đối với tác dụng của các glucid và trợ tim. Về công dụng và liều dùng của nó thì hiện nay trong đông y và tây y đều dùng sơn tra với hai mục đích khác nhau. Ở tây y thì coi sơn tra là một vị thuốc chủ yếu có tác dụng trên tuần hoàn như là tim, mạch máu và giảm đau an thần. Và còn trong đông y thì lại coi sơn tra là một vị thuốc chủ yếu có tác dụng trên bộ máy tiêu hóa. Còn theo các tài liệu cổ thì sơn tra nó có vị chua, ngọt, tính ôn, nó đi vào ca ba kinh, tỳ, vị và can, và tiêu được các thớ thịt tích ở trong bụng. Tuy nhiên các tài liệu cổ ghi về sơn tra thì còn nói thêm sơn tra phá được các khí hành ứ, hóa đờm và rãi giải độc ở cá, lở sơn, chữa tả lị. Còn về liều dùng của sơn tra thì trong đông y thì là ngày uống 3 đến 10 gram các bác sử dụng dưới dạng thuốc sắc nhé. Các bác cân lên 3 đến 10 gram, sau đó đun với khoảng 1 lít đến 1 lít rưỡi nước, đun từ 15 đến 30 phút cho em. Sau đó thì để nguội là có thể uống được nhé. Có thể phối hợp với các thuốc khác theo chỉ định của bác sĩ, hoặc là theo sự tham khảo các tài liệu uy tín, hoặc là những người hiểu biết về đông y nhé. Những cái em nói thì chỉ mang tính chất tham khảo. Các bác tùy theo tình trạng sức khỏe thì áp dụng nhé. Coi như là xem video của em là chỉ mang tính chất giải trí thôi ạ. Về chữa hóc xương cá. Về chữa hóc xương cá thì sơn tra dùng 15g, các bác sắc đặc với 200ml nước, ngậm một lúc lâu rồi nuốt đi nhé. Còn chữa ghẻ lở hoặc là lở sơn thì nấu nước sơn tra tắm rửa nhé. Còn nếu mà các bác muốn dùng táo mèo để mà ngâm rượu thì các bác ngâm 1kg táo mèo khô như thế này, các bác có thể ngâm được 8 đến 10 lít rượu. Đầu tiên thì các bác sẽ bỏ táo mèo vào trước, sau đó các bác sẽ đổ rượu vào và các bác cho thêm nửa ký đường phèn vào sau cùng nhé. Một tháng thì các bác lấy đũa hoặc là lấy một cái dụng cụ gì đấy sạch sẽ, các bác khuấy đều cho em 2 lần. Sau 2 tháng thì các bác có một bình rượu rất là ngon có thể dùng được rồi ạ. Em bán táo mèo khô như thế này với giá là 80.000 một kg nhé. Bác nào lấy từ 2kg thì em bán với giá là 150.000. Và em ship đơn hàng từ 1kg trở lên ạ. Bây giờ nhà em đang rửa bát kích cho khách nhé các bác. Dùng cái vòi xịt xe máy để xịt như thế này, cái lực ra nó mạnh nó mới sạch được nhé. Tại vì cái củ bát kích nó có nhiều đốt ấy, thì nó rất là khó rửa. Nếu mà đi chải thì rất là mất nhiều thời gian mới có thể làm sạch được. Sau khi rửa sạch thì em sẽ lấy ra cái phên như thế này. Đây là cái phên làm miến nhá. Ở nhà em phơi ra cái phên như thế này cho nó khô đi, sau đó mới tách lõi được nhá. Đây, chỗ này em phơi nắng được một lúc thì nó đã bắt đầu se se lại như thế này rồi nhá các bác. Nó hơi se se lại thì nó sẽ bị hao cân, nhưng mà dễ tách. Nhà em đang tách ba kích cho khách nha các bác. Sau khi bổ đôi của bao kích ra thì sẽ tách bỏ cái lõi như thế này rồi bỏ phần lõi đi. Tách để cái phần thịt để gửi cho các bác nhé. Một con bao kích đã rửa sạch sẽ, sau đó tách lõi ra. Em ship là 280.000 một kg nhé. Khi mà cân đủ 1 ký em sẽ đổ vào cái túi hút chân không đi khoảng 1 đến 2 ly rượu. Để trong quá trình vận chuyển nó không hư nhé các bác. Có thể đi là nó sẽ ngấm vào cái củ bao kích đi. Nếu mà các bác ở tận miền Nam, ví dụ ở tận Cần Thơ, Cà Mau thì đi có thể nó còn ngấm tím tím ra túi rồi. Em ship hàng toàn quốc nhé. Bác nào có nhu cầu mua ba kích tím chuẩn hàng loại 1 thì alo cho em, số điện thoại em ghi ở trên màn hình ạ. Ngoài ra em còn bán măng miến hàng khô đặc sản Cao Bằng đồ ngâm rượu. Các bác cần gì thì mua ủng hộ em Liễu Cao Bằng nhé. Chào các bác, cảm ơn các bác đã xem video.